Đây là cây bông hồng. Cuối mùa nó nở lần cuối của nhà mình ha. Mình mới trồng thôi, mình mới trồng hồi tháng 5. Mình mua hồi tháng 5. Mình trồng nó chỉ là một cái cây, nó có mấy cái bông thôi. Mà bây giờ nó đẹp như vậy nè. Nó nở quá trời bông luôn. Cây này mua ở lô ha. Cái cây này đây, cái tên của nó nè. Đó. Mấy bạn nào mà thích đa dạng rose tree thì nên mua cây này, tại vì Hương đã mua rất là nhiều loại rồi mà chưa có cái một cái loại nào mà Hương thích giống như vậy. Nó rất là đẹp, hoa nó rất là to. Cái này nó nở hơn một tuần rồi nè, cả gần 2 tuần rồi đó mà nó mới bắt đầu thấy héo héo thôi, cho nên nó đẹp lắm, là đẹp đi thôi. Tiếc lắm, hồi lần mua thì đi ra lô thì nó bán 50 đồng cái cây này. Thì mình thấy hoa nó cũng sắp tàn, nó nở mà nó cũng tàn rồi, cho nên mình thấy không biết nó làm sao, cho nên mình mua có một cây à. Mà bây giờ trồng nó đẹp, quá đẹp. Thì kiếm mọi thứ mọi nơi, even online cũng chưa không có thấy. Có thể mùa xuân năm sau á, mà nếu có thích cây này á, thì đi ra lô hay Home Depot check thử đi. Nó đẹp lắm, nhìn cái nụ nó nè. Hoa rất là to và rất là lâu tàn. Đẹp lắm luôn thôi. Cái này là Hương đã cắt đi cũng cỡ khoảng mười mấy bông, nó nở sớm quá đó. Thì mình cắt đi, tại nó nhiều bông quá, nó nặng quá rồi. Nó sắp tàn thì mình cắt đi bớt. Mà bây giờ nó còn bao nhiêu bông đây. Nó đẹp dễ sợ luôn. Mà cây quan trọng là nó không bị bệnh gì hết. Không có một dấu vết gì gọi là bị sâu hay bị black spot hay là bị cái gì hết. Đẹp lắm luôn, nhìn nè. Đẹp chưa? Rất là đẹp. Bây giờ là đã là tháng 9 ở đây. Và mấy hôm nay nó lạnh lắm. Nó xuống còn có 30 mấy độ. Mình cứ tưởng là nó sẽ chết và nó sẽ không còn sống nổi, nhưng mà nó vẫn hiên ngang rất là đẹp. Đó, mấy bạn nào thích hồng thì mua cây này nha. Rất là dễ thương và rất là đẹp. Cái vườn của mình thì mình đang trồng cây, đang làm lại từ đầu. Cho nên năm nay thì nó cũng chưa có nhiều bông. Hy vọng là năm sau nó sẽ có rất là nhiều bông hồng. Nó đẹp quá. Đẹp chưa? Thấy không? Thấy bên đây nè, cũng là một cây rose tree. Cây này mua cũng được, trồng năm nay là năm thứ ba. Bông này thì nó bé bé xinh xinh, rất là dễ thương. Đó. Nó nở cũng nhiều lắm, nó nở nghẹt bông hết. Nó nở này lần này cũng thứ ba nè. Thì nhưng mà cái bông thì nó bé bé, còn ở bên đây thì nó quá đẹp. Cái này thì nó rất là đẹp, đẹp không thể tưởng. Đó mấy bạn, mua nha. Xin chào.